Would like to invite Professor Kasumi Ushima to provide the report with the topic, is a dental implant better than a natural tooth or a removal partial denture? Professor Kasumi Ushima is the assistant professor in Tokyo University in 1989. And from 1987 to 2000, he is the Tokyo Medical and Dental University Assistant Professor and Tokyo Medical and Dental University Lecturer. And from 2004 to now, he is Niigata University Professor. And welcome Professor Kasumi Ushima. Hello, ladies and gentlemen. This is... Xin kính chào quý vị. Tôi là giáo sư Katsumi Ushima, đến từ khoa nha khoa Đại học Niigata, Nhật Bản. Xin cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi tới tham dự hội nghị lần này. Tôi rất hân hạnh khi mà có mặt tại đây. Hôm nay tôi xin phép được trình bày về một câu hỏi, đó là liệu rằng implant có tốt hơn răng thật hay không? Đây là một câu hỏi rất lớn và cũng rất là quan trọng. Đầu tiên thì mọi người hãy nhìn vào những hình ảnh này. Điều gì đang xảy ra ở đây ạ? Chúng ta có thể thấy là có 3 implant đang ở trong miệng của bệnh nhân. Và tôi thì không nghĩ rằng là 3 implant này còn đang hoạt động tốt. Đó là cái điều mà chúng ta không nên làm khi mà muốn chỉ định implant cho bệnh nhân. Implant này thì đang chạm khớp với lại răng thật bên dưới. Nhưng hai cái răng thật bên dưới này thì không còn dùng được nữa. Và implant bên này thì cũng đang chạm khớp với răng thật bên trên. Và dường như là cái tiên lượng của cái răng thật này cũng không còn được lâu nữa. Vậy thì những implant này đang đóng vai trò gì trong miệng của bệnh nhân? Tôi thì không nghĩ rằng nó đang thực hiện được cái chức năng như là nó nên có. Hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về chúng ta sẽ làm gì với implant cùng với lại cái tầm quan trọng của răng thật và việc và tầm quan trọng của bảo tồn răng thật. Đây là một bệnh nhân khác. Bệnh nhân này thì đến với lại bệnh viện của chúng tôi với cái phàn nàn là bệnh nhân mất những cái răng cửa trước này. Bệnh nhân cũng không thể ăn nhai được với cái tình trạng răng như thế này. Đây là hình ảnh toàn cảnh trong miệng bệnh nhân. Đây là hình ảnh phim X quang của bệnh nhân. Chúng ta có thể thấy là có một cái tổn thương chóp rất lớn ở đây. Và những cái răng này cũng không còn được tốt nữa. Vậy thì chúng ta nên làm gì với bệnh nhân này? Khi mà cái phản nàn của bệnh nhân là bệnh nhân không thể ăn nhai được.
và cái mong muốn của bệnh nhân là có những implant ở hàm trên để bệnh nhân có thể ăn nhai được từ những cái implant này. Và chúng tôi đã chụp phim X-quang panorama mặt thẳng. Và chúng tôi đã tạo ra cái hình ảnh mô phỏng của implant tương lai. Đây là hình ảnh 3 chiều. Và chúng ta thấy rằng là bệnh nhân không đủ xương ở phía mặt ngoài răng cửa này. Và nếu mà bệnh nhân đồng ý cắm implant tại thời điểm này, thì chúng tôi sẽ phải ghép xương ở những cái vị trí như thế này. Và nếu mà chúng ta mà có thể bảo tồn được bốn cái răng thật này, thì có thể nó sẽ tốt hơn là cái việc cắm implant tại thời điểm này. Tại vì bệnh nhân lúc đó thì cũng đã 80 tuổi rồi. Và nếu mà dùng một cái cầu 4 hoặc 6 đơn vị ở cái vị trí này thì vẫn có thể tồn tại được một thời gian dài. Và nếu mà chúng ta chỉ định một cái phục hình tháo lắp ở đây thì nó cũng có thể hoạt động trong một thời gian dài. Và nếu mà trong tương lai, tôi không biết là có thể 5 hoặc 10 năm sau, bệnh nhân sẽ mất những cái răng thật này, thì sau đó thì chúng ta sẽ phải nghĩ cái việc chỉ định implant cho bệnh nhân tại cái điểm đó, tại những cái vị trí này. Và bởi vì nếu mà chúng ta chỉ định implant tại thời điểm này, thì chúng ta sẽ phải ghép xương ở tất cả những cái vị trí. Và cái điều này cũng không khác gì nếu mà chúng ta cắm implant sau 5 đến 10 năm nữa. Vì vậy mà cái lựa chọn ưu tiên của tôi với bệnh nhân này đó là bảo tồn bốn răng thật này. Và tôi sẽ nói vấn đề bảo tồn răng thật này sau. Tiếp theo thì hãy nói về tiên lượng của implant. Implant supported single crowns. Đầu tiên là những cái chụp đơn lẻ được nâng đỡ trên implant. Đây là một cái nghiên cứu tổng quan hệ thống. Kết quả đó là cái tỷ lệ tồn tại của implant cái tỷ lệ tồn tại của cái implant 6,8% sau 5 năm. Cái điều này là bình thường ạ. Và cái tỷ lệ tồn tại của cái chụp được nâng đỡ trên implant đó là 94,5% sau 5 năm thực hiện chức năng. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Bài báo này nó là bài tổng quan hệ thống, cho nên nó khá là tin cậy. Và nó nói rằng là có thể kết luận rằng sau thời gian theo dõi 5 năm, mình có thể hy vọng là cái implant và cái chụp bên trên nó có tỷ lệ sống cao. Tuy nhiên thì những cái biến chứng về mặt sinh học và kỹ thuật thì khá là thường xuyên xảy ra. Và bạn nên cân nhắc và suy nghĩ về cái điều này. Tiếp theo đó là những cái cầu nâng đỡ trên implant. Đây cũng là một cái nghiên cứu tổng quan hệ thống. An estimated
Kết quả đó là cái tỷ lệ tồn tại ước tính của implant trong cái hàm giả cố định trên trên implant đó, đó là 95,4% sau 5 năm và 92,8% sau 10 năm. Và điều này có nghĩa rằng sau 10 năm thì những cái cầu này, những cái cầu implant này vẫn còn tồn tại đến 92%. Điều này cũng khá là bình thường. Và cái tỷ lệ tồn tại của cái hàm giãn nửa chín implant của cái cầu bên trên ạ, 95% sau 5 năm và 87% sau 10 năm thực hiện chức năng. Điều này cũng tương đương tương tự với bên trên. Và chỉ có 61% những cái bệnh nhân này thì là không hề có bất cứ biến chứng nào sau 5 năm. Nghĩa là mặc dù tỷ lệ tồn tại sau 5 năm của cái cầu implant này là 95,4%, nhưng mà cứ 4 trên 10 bệnh nhân sẽ phải trải qua các biến chứng, một trong các biến chứng nào đó. Và điều này là khá là tệ, là một sự thật rất là quan trọng đấy. Và mặc dù có cái tỷ lệ tồn tại khá là cao, nhưng mà những cái biến chứng về mặt sinh học và kỹ thuật thì khá là phổ biến. Và bác sĩ thì phải chấp nhận về việc theo dõi bệnh nhân trong một khoảng thời gian dài sau khi mà làm cái cầu implant này. Nhiều bác sĩ nha khoa tổng quát thì sẽ sẵn sàng từ bỏ bệnh nhân nếu mà bệnh nhân có những cái biến chứng về mặt sinh học hoặc là kỹ thuật trong 5 năm đầu. Và họ sẽ rằng nói với bệnh nhân rằng hãy đến với bệnh viện trường đại học để chữa những cái biến chứng này. Và điều này thật là vô lý. Nếu mà họ nghĩ vậy thì họ không nên chỉ định implant cho bệnh nhân. Và đó là cái điều mà tôi đang nghĩ bây giờ. Và tiên lượng răng thật thì như thế nào ạ? Đây là những cái răng mà đã được điều trị nội nha. Và răng đã điều trị nội nha đó là răng, không phải răng sống ạ. Cái tiêu đề của bài báo này đó là sự tồn tại của răng sau điều trị nội nha, không phẫu thuật. Đây là một cái nghiên cứu tổng quan hệ thống. Cái kết quả đó là tỷ lệ phần trăm cộng dồn răng thật tồn tại qua 2 đến 3, 4 đến 5, 8 đến 10 năm sau khi điều trị nội nha 86%, 93% và 87%. Và có nghĩa là ngay cả khi sau 10 năm điều trị nội nha thì 87% những cái răng này vẫn còn tồn tại. Những cái điều kiện làm tăng cái tỷ lệ tồn tại bao gồm, thứ nhất đó là những cái phục hồi chụp răng sau điều trị nội nha. Thứ hai là răng có đủ tiếp xúc bên, gần và xa. Đây là những cái điều kiện mà để cho cái tỷ lệ tồn tại của cái nghiên cứu này. Thứ ba đó là răng không làm răng trụ cho hàm răng cố định tháo lắp. Thứ tư là loại răng. Và đặc biệt đó là răng không phải là răng hàm. Và tất cả những cái điều kiện này là dành cho cái nghiên cứu này. Và cái nó cũng không quá tệ, nhưng mà như là nhiều nha sĩ vẫn nghĩ. Then the tooth or teeth restored with Boston cores and crown. Tiếp theo là răng phục hồi bằng cùi và chốt chụp. Đây là một cái nghiên cứu lâm sàng có đối chứng theo dõi đến 17 năm trên những cái răng mà có phục hồi cùi chốt.
cái kết quả đó là cái tỷ lệ tồn tại 17 năm của cái phục hình đó là từ 71 đến 80% và của cái mức độ răng là 83 đến 92%. Và điều này có nghĩa là những cái răng mà đã điều trị nội nha có quỳ chốt chụp thì cái tỷ lệ tồn tại sau 10 năm, sau 17 năm là 83 đến 92%. Đây là chưa phải tất cả. À, loại phục hồi quỳ chốt thì không ảnh hưởng gì đến cái tỷ lệ tồn tại của cả răng và cái mức độ phục hình. Có nghĩa là cả cái mức độ răng và mức độ phục hình thì đều không ảnh hưởng gì. Tiếp theo là cái thứ hai là việc bảo tồn lượng lớn cấu trúc thân răng còn lại là một điều rất là quan trọng. Và nếu bạn còn nhiều cấu trúc răng thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà dù sao thì cái tỷ lệ tồn tại sau 17 năm cũng là khoảng 90% rồi. Tiếp theo là những cái hàm phủ trên cái răng trụ. Trong một cái nghiên cứu theo dõi một vài bệnh nhân trong vòng 22 năm, cái tỷ lệ mất răng chỉ khoảng 20%. Và răng trụ hàm trên thì có răng đối là răng thật thì sẽ dễ bị gãy dọc hơn. Và điều này là đúng ạ. Và nhiều thất bại thì có thể được ngăn lại nếu mà bệnh nhân làm vệ sinh răng miệng tốt hơn. Điều này cũng đúng. Ngay cả khi sau 22 năm, 20% cái số răng này có thể mất, nhưng 80% còn lại vẫn còn tồn tại. Nó không phải là điều tệ, mà thực ra thì là cái kết quả rất tốt đấy. Tiếp theo đó là cái cầu răng bình thường không có răng đèo đấy. Đây là một trường nghiêm trọng. Đây là một cái nghiên cứu tổng quan hệ thống ạ. Cái kết quả đó là xác suất tồn tại cho cái cầu răng sau 10 năm nó là 89,1%. Và trong khi cái xác suất thành công là 71,1%. Và cái điều này có nghĩa là ngay cả khi sau 10 năm thì hầu như 90% những cái răng này vẫn còn tồn tại được trong miệng của bệnh nhân. Điều này thật là tuyệt vời. Đây là nguy cơ 10 năm sâu răng viêm quanh răng dẫn đến mất cái cầu là 90 là 2,6% và 0,7%. Và nguy cơ 10 năm của mất lưu giữ là 6,4%, của gãy răng trụ là 2,1% và gãy vỡ vật liệu là 3,2%. Bạn nghĩ gì về điều này? Không tệ lắm được không nhỉ? À, tôi xin lỗi vì tôi đã nói với các bạn là cái cầu không có răng đều là trường hợp nghiêm trọng. Cái slide này là cái slide về cái cầu cầu đều và cái cầu đều mới là cái trường hợp nghiêm trọng. Đây là cái một cái nghiên cứu tổng quan hệ thống nữa. Cái kết quả đó là cái tỷ lệ tồn tại ước tính của cái cầu đèo là 81,8% và cái tỷ lệ thành công là 63% sau 10 năm. Và cái tỷ lệ này thì thấp hơn về cái nghiên cứu trước. Và giống như tôi nói ở trước đó là cái cầu đèo thì nó không được tốt cho lắm. Cho nên là tốt hơn hết thì là không nên chỉ định nó. Nhưng dù sao thì nếu mà bạn chỉ định những cái cầu này cho bệnh nhân thì 63% những cái 63% những cái cầu này vẫn còn tồn tại sau 10 năm. Những cái biến chứng sinh học như là chết tủy này, sâu răng trụ này, hoặc mất cái cầu này do sâu này. Viêm răng tái diễn.
và những chứng kỹ thuật như là mất lưu giữa phụ hình, gãy vỡ vật liệu và cái tỷ lệ gãy răng tích lũy là 2,9% và 2,4% sau 10 năm. Bạn nghĩ gì về những cái điều này? Tiếp theo là về vấn đề bảo tồn răng thật. Câu hỏi được đặt ra đó là liệu rằng implant có tốt hơn răng thật hay không? Và câu trả lời đó là nó còn tùy ạ. Tôi sẽ nói về vấn đề này sau. Nó còn phụ thuộc vào trạng của bệnh nhân hay là môi trường trong của bệnh nhân ạ. Một điều mà tôi có thể nói ở đây đó là khi so với răng thật thì implant có thể không tốt như là bạn mong đợi đâu ạ. Và đây cũng là điều mà tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Và dĩ nhiên là implant không thể phủ nhận nó là một cái lựa chọn rất là tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên đối với một số trường hợp bệnh nhân có tình trạng đặc biệt thì có thể không phù hợp. Vì vậy mà nó còn tùy. Bây giờ thì hãy nói về cái khả năng bảo tồn răng thật. Sẽ có rất nhiều thách thức ở đây ạ. Và tôi đã điều trị bảo tồn nhiều ca rất là phức tạp. Đầu tiên là những cái tổn thương lớn ở chóp ạ. Bạn nhìn thấy đây là những cái răng nanh hàm trên, răng ba hàm trên có cái đường nứt, đường gãy ở mặt ngoài. Hai cái răng trước này thì có tổn thương lớn ở phía chóp. Và không phải là lạ nếu mà bạn quyết định nhổ cả ba cái răng này. Và nếu mà bạn nhổ những cái răng này thì bệnh nhân sẽ phải đeo một cái hàm giả tháo lắp ở cái vị trí răng trước này. Và tôi đã quyết định là bảo tồn cả ba cái răng này. Đầu tiên là tôi lấy bỏ mô nhiễm khuẩn. Sau đó làm sạch, nạo cái dây chằng quanh răng. Làm sạch cái bề mặt chân răng. Tôi nhổ cái răng ba này trước và thấy rằng là có... và thấy rằng là có hai cái mảnh gãy đã gãy hoàn toàn. Sau đó tôi đã cắm lại. Sau đó khâu đóng vạt. Sau 6 tháng thì tôi đã làm răng giả cho bệnh nhân. Và bệnh nhân này lúc đó thì cũng khá là già. Và khoảng 10 năm sau thì bệnh nhân qua đời. Và điều này có nghĩa là bệnh nhân đã không phải đeo một cái hàm giả tháo lắp tại vùng này. Và điều này tôi nghĩ là rất là quan trọng đối với bệnh nhân và tốt cho bệnh nhân này. Tiếp theo là một ca implant. Bệnh nhân có vấn đề ở trí này, cung 4 ạ. Và bệnh nhân thì mất răng ở cái cung 3. Mong muốn của bệnh nhân là có hai implant ở cái vị trí ở răng hàm cung 3 và ở cung 4 ạ. Và nhổ cái răng 47. Và tại cung thì chúng ta quyết định implant. Và không phải gì ạ. Đây nằm ở cái cung 4. Và liệu rằng có nên nhổ cái răng 47 hay không? Vì trên phim CT thì chúng ta có thể thấy là có một cái tổn thương lớn ở chóp. Khó mà có thể chữa được bằng điều trị nội nha thông thường. Một số vị thì cho rằng là nên nhổ cái răng này đi và cắm hai implant tại như này. Thì cái tương trình này và đến cái implant.
Vì vậy tốt hơn hết là nên nhổ đi. If it could be Nhưng possible, mà tôi không nghĩ it's vậy ạ. better to Tôi nghĩ có save thể cứu this được, giữ được cái răng này. À, vì vậy tôi đã quyết định giữ cái răng này. These tooth once. À, tôi thì vẫn nên giữ lại răng thật. À, đầu tiên là tôi nhổ cái răng 47. Và bạn có thể nhìn thấy ở đây là có một cái khoảng trong The abscess, and then cái răng 47 này. You would see this area, the Thấy different color. Cái răng này, cái bề mặt chân răng này nó đã bị đổi màu do nhiễm khuẩn. Và tôi đã làm sạch cái bề mặt nhiễm khuẩn này. Chám ngược bằng xi măng và lại phải đổ răng và cố định. Sau vài tháng thì đây là hình ảnh X quang và chúng ta có thể làm chụp cho bệnh nhân. Và hiện tại thì đến bây giờ thì vẫn chưa có gì xảy ra. Tiếp theo là tách tách răng. Đây là một vấn đề rất là đặc biệt ở những cái răng hàm lớn hàm dưới. Và nếu mà bạn gặp những cái trường hợp mà răng đặc biệt tách đôi thành như thế này, thì bạn có thể tách thành hai chân răng, sau đó làm cùi riêng, làm phẫu như thế. Và nó có thể làm một cái cầu usual fixed partial denture. Như thế này. Tiếp theo là sâu răng. If very severe under a very severe condition because of the caries. And this patient bệnh nhân đến phòng khám của tôi. Và bệnh nhân muốn ăn được vì là hiện tại là không thể ăn ngay được với cái tình trạng sâu răng này. Và tôi quyết định là cứu những cái răng này và dùng chụp đơn lẻ cầu răng cho những cái răng này và hàm tháo lắp. Và nếu you would extract all of these teeth, then this patient should have. Nếu mà tôi đeo một cái hàm giả toàn bộ ở cả hai hàm, hàm trên và hàm dưới, và điều này thì rất là tệ cho bệnh nhân. Còn nếu bệnh nhân có những cái răng thì cái một cái giặt lắp sẽ thoải mái hơn cho bệnh nhân rất là nhiều so với lại cái hàm toàn bộ. Carious case and looks very bad because of the low sâu đến chân răng rất là sâu và cái bờ lợi cái nhìn thấy đây là nó đang rất là viêm đỏ và dường như là rất dễ để có thể đưa ra được quyết định là nhổ cái răng này, nhưng mà tôi đã quyết định là giữ lại cái răng này làm chồi bằng chỉnh nha. Đây là cái X quang, bạn nhìn thấy là cái chóp răng ở cái vị trí này. Và tôi để khoảng mm. Lợi trông đã khỏe mạnh tốt hơn rất nhiều rồi. Sau đó thì tôi đã làm phụ hình cho bệnh nhân. Trước lắp chủ cho bệnh nhân thì tôi đã cắt lợi cho bệnh nhân, sử dụng dao điện cắt lợi cho bệnh nhân. Và vì vậy mà trông nó có thể nó hơi đỏ một chút, nhưng kết quả là tốt và cũng không có vấn đề xảy ra. Tiếp theo là gãy ngang.
Đây là trường hợp rất là phổ biến khi mà dùng những cái chốt dài cho bệnh nhân. À, cái răng này là có cái chốt rất là dài. Răng này cũng vậy. Ở đây là còn thấy cái đường gãy ở đây. Đây nhé. So, like the previous case, if I would và giống như là ca trước, nếu mà tôi nhổ những cái răng này thì bệnh nhân cũng sẽ phải đeo những cái hàm giả tháo lắp và cũng không thoải mái cho bệnh nhân. Vì vậy tôi đã quyết định là cố gắng để giữ cái răng này. Đầu tiên là cắt lợn, lấy dầu, một cui, chốt cái răng và chốt kim loại trong cái này. And apply the và sau đó tôi đã mài làm đây là cái cầu tạm cho bệnh nhân to clean this area up. And after several months, và hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cái vùng này. Và sau vài tháng thì tôi sẽ làm cái phụ hình cuối cùng cho bệnh nhân. Và đây là kết quả cuối cùng của bệnh nhân ạ. Bạn có nhìn thấy đây là cái bờ lợi thì trông rất là khỏe mạnh. Và cái phục hình này thì tôi có thể nói là nó có thể tồn tại được ít nhất là 6 năm. Bởi vì sau 6 năm thì tôi đã rời khỏi bệnh viện đó và tôi không thể theo dõi tiếp được bệnh nhân. Nhưng mà ít nhất thì bệnh nhân đã không phải đeo một cái hàm giả tháo lắp trong khi mà tôi còn ở đó. Tiếp theo là gãy dọc. Bạn có những một cái trường hợp mà gặp trường hợp mà có chân răng gãy dọc thì điều bạn nghĩ thì chắc là nhổ đúng không ạ? Điều này cũng giống như ở Nhật Bản. Bạn có thể nhìn thấy đây là cái răng này là có cái đường gãy dọc và tiêu xương rất là ở đây. Tôi đã mở vạt sửa chữa cái đường nứt bằng một loại resin cement, xi măng nhựa rắn dính, sau đó khâu đóng lại và cũng không có vấn đề gì xảy ra sau này nữa. And this is also the same case. Đây là một ca tương tự. Đây là một cái răng hàm lớn thứ nhất, hàm dưới bên trái, răng 36. Có một cái vấn đề ở đây, với cái răng này. Đây là có một cái tổ chức viêm giò mủ ở đây và với cái điều trị thông thường thì không thể khỏi được. Vì vậy tôi đã quyết định là mở vạt ra xem có điều gì ra. Và tôi thấy rằng là có một cái đường gãy dọc ở phía mặt ngoài của chân răng. Vì vậy tôi đã quyết định là làm sạch và sửa chữa cái đường nứt này bằng xi măng rắn dính. Sau đó thì khâu đóng lại. Sau vài tháng thì kết quả bạn có nhìn thấy thì đây là kết quả khá là tốt, không có vấn đề xảy ra. What about the tooth transplantation? Tiếp theo là về ý chuyển răng. This is the case of the impacted canines tooth transplant. Đây là những cái ca về răng ba ngầm và nếu bằng và chuyển cho một cái khác thì cái kết quả nó sẽ giống như thế này ạ. Cái tỷ lệ tồn tại sẽ là 93,5% trong vòng 1 đến 5 năm. Tôi không biết rằng sau cái thời gian này nó như thế nào, nhưng mà trong từ 1 đến 5 năm thì cái tỷ lệ tồn tại nó sẽ như thế này ạ, 93,5% ạ.
Và loại điều trị này thì là một liệu pháp thay thế khá là đáng tin cậy. Và các đánh giá lâm sàng thì cũng đã chứng minh về cái sự cái tính Liv. lâu dài. Về răng gãy dọc. Những cái răng thì không còn và These and bác then sĩ đã nhổ chữa tủy những làm chốt và làm phục hồi như thế này. Và sau khoảng vài tháng hoặc vài năm gì đó thì có xuất hiện một cái tổn thương chóp như thế này. Và tôi thì đã quyết định là nhận chữa bệnh nhân này. Và tôi đã phát hiện ra là răng này bị gãy dọc. Vì vậy tôi nhổ lên thấy rằng chân bị gãy đôi thì này. Sau đó tôi làm sạch gắn lại bằng xi măng đỡ dính. Nó có tên là Superbond. Đây là một cái loại xi măng được coi là mạnh nhất ở Nhật Bản và thậm chí là trên thế giới ạ. Và chúng tôi thì rất là thường xuyên sử dụng loại xi măng này. Chúng tôi đã đặt đặt lại phải cố định và đây đây là kết quả sau 4 tháng. Tôi làm phục hình chốt chụp kim loại cho bệnh nhân. Và khoảng 1 năm rưỡi trước thì tôi đã nhổ cái răng này vì nó lung lay quá. Nhưng mà trước đó thì cái răng này vẫn còn hoạt động rất là tốt. Nó đã hoạt động, nó là răng trụ cho một cái hàm giả tháo lắp trong vòng suốt 10 năm. Đây là răng ba. Nếu mà bạn có một cái răng trụ cho một cái tháo lắp thì nó sẽ là một khác biệt rất lớn. Ca khác về gãy dọc chân răng hoàn toàn được gắn lại và đặt thay đổi răng. Đây là kết quả. Và nó thì hoạt động như đang răng thật bình thường. Trong khoảng 15 năm rồi. Kết quả thì rất là tốt. Đây là tổng kết. Kết lại thì cái dữ liệu này thì khá là cũ. Hiện nay thì chúng tôi khoảng hơn 350 ca như thế này. Và kết quả thì khá là tương đồng. Tôi sẽ trình bày ngay. Là kết quả sau khi mà sửa chữa đường nứt bằng phẫu thuật và thuật ngoại răng cho thấy cái tỷ lệ tồn tại bị sau 3 năm là khoảng 80% và sau 5 năm khoảng 70%. Vì những cái răng này thì đều thực hiện chức năng. Hoặc là chụp hoặc hoặc là răng trụ cho một cái chụp đơn lẻ hoặc 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 là cái cầu răng hoặc là răng trụ cho một cái hàm giả tháo lắp. Và có thể kết luận rằng là cái việc cắm lại răng có chủ đích như thế này thì là cho cái răng gãy dọc thì nhìn chung là một kỹ thuật khá là tin cậy. Một cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là những cái điều trị như thế này thì không nên chỉ được thực hiện chỉ để thỏa mãn cái tính cá nhân. Bạn không nên là tự làm những cái như thế này khi mà chỉ nhìn thấy những cái thành công như thế này rồi làm theo. Nó không dễ như bạn tưởng. Bạn phải rất là cẩn thận. Vì nếu mà có vấn đề gì xảy ra trong thời gian theo dõi thì bạn sẽ phải đưa ra được cái quyết định là bạn sẽ làm gì tiếp theo. Và nếu mà bạn cứ cứ để nó như vậy mà không làm gì
mà không có điều trị gì cho bệnh nhân thì sẽ làm cho cái tình trạng tồi tệ hơn và thậm chí là tồi tệ hơn cả trước khi mà bạn điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy mà ở đây là một cái điều những cái điều trị thì sẽ không được phép làm cản trở những cái can thiệp điều trị tiếp theo. Điển hình là tiêu xương ạ. Nếu bệnh nhân có một cái implant sau đó thì xương của bệnh nhân và nếu mà vì một cái can thiệp đó, nếu mà vì một cái can thiệp trước đó mà gây đến tiêu xương, nó thật là vô lý. Các bạn nên tránh cái trường hợp này xảy ra. Tiếp theo là bạn là phải theo dõi rất là sát sao. Nếu bạn thấy tiêu xương xung quanh những cái răng cắm lại này, thì bạn sẽ phải nhổ ngay và nghĩ về chỉ định implant cho bệnh nhân. Về vấn đề nghiên cứu thì chúng tôi đã làm thí nghiệm trên động vật, ở đây là động vật trên chuột ạ, để quan sát để xem điều gì xảy ra sau khi mà cắm lại răng. Đầu tiên là chúng tôi nhổ những cái răng 6 hàm trên. Đây là hình ảnh răng 6 hàm trên ạ. Và tạo một cái rãnh rất là nhỏ. Sau đó đây bạn có thể thấy đây là cái rãnh rất là nhỏ ở đây. Tôi đã chám cái rãnh này bằng xi măng và đặt lại huyệt ổ răng. Đây là hình ảnh mô học của bệnh nhân. Và bạn có thể cái vùng trắng này chính là cái vùng cái rãnh, đây là cái silver ball ạ. Và cái vùng đối diện về cái silver ball này là khá là khỏe mạnh. Nó không phải là hoàn toàn bình thường nhưng mà cũng không có gì đặc biệt ở đây cả. Và cái vùng hai bên này thì là cái vùng bình thường. Tuy nhiên cái vùng đối diện với silver ball này thì là có một cái vấn đề gì đó. Cái vấn đề chính là cái hướng của dây chằng quanh răng nó khác với lại cái vị trí khỏe mạnh bình thường. Ở vị trí bình thường thì cái dây chằng quanh răng nó sẽ có hướng từ xương ổ răng cho đến bề mặt chân răng. Tuy nhiên ở cái vị trí mà đối diện với lại cái silver ball thì cái dây chằng quanh răng có hướng khác, ở hướng vòng. Và điều này có nghĩa là ngay cả khi không có vấn đề gì ở bệnh lý nhưng mà đây cũng là một cái bất thường về mặt giải phẫu. Và nếu mà chúng ta có thể tìm ra có thể giải quyết cái vấn đề này. Có thể là bằng tái sinh dây chằng quanh răng ở cái vùng này. Có thể là bằng một cái vật liệu protein hoặc là cytolecin nào đó. Cùng chờ xem ạ. Chúng tôi thì đang thực hiện cái nghiên cứu về vấn đề này rồi ạ. Đây là kết quả điều trị chủ quan. Do thời gian có hạn, ban tổ chức xin phép được dùng buổi chia sẻ của báo cáo viên tại đây. Rất cảm ơn bài báo cáo rất là hay của giáo sư Kasumi Ushima. Mọi câu hỏi ban tổ chức sẽ tập hợp và gửi cho báo cáo viên và sẽ trả lời các bạn qua hòm mail. Thank you for your wonderful presentation. We look forward to your new studies. On behalf of School of Dentistry, I would like to send Professor Kasumi Ushima the certificate and congratulations. Thank you so much.